con và các bạn đẹp đang xem kênh của anh. Hôm nay thì anh đi mua ốc mọi người, nói chung là mua hải sản hoài thì coi kiếp thì nó cũng thấy cũng hơi nản nản. Hôm nay anh đổi hướng đi qua ốc nha mọi người, cũng lâu không review ốc thì lúc này ăn ốc thì mua có người giao tới tận chỗ luôn rồi, giao tận nơi luôn. Mình chỉ là như mình xài cái gì thì điện người ta đem qua, nói chung cũng gặp được người quen rồi nên không có cần đi mua cực, hơi bị cực như lúc hổm nữa. Giá cả thì người ta bao cho mình, giá nói chung giá rẻ nhất, hàng thì hàng chất lượng chứ không có giao bậy bạ. Nói chung ở đây thì nếu mà đặt hàng thì chỗ nào tin tưởng mới đặt hàng cho người ta, còn mấy chỗ đó giao cho ăn thì cũng không dám giao bậy bạ cho ăn đó. Nếu mà giao bậy bạ về thì ăn sẽ trả lại à, giao bị gì mình giao trước mà. Nếu mà giao hàng chết hay hàng kém chất lượng gì đó thì mình sẽ trả lại, mình giao cho người ta nấu, nấu không xong thì mình sẽ trả lại. Bởi vậy người ta thì cũng không có dám làm bậy bạ. Như nhiều khi mọi người vô đây mua thì người ta bao nhưng mà về nhà lỡ mà xa quá thì sao, không lẽ có mấy cái ốc đem đổi. Còn ăn đây thì đâu ra đó, mình giao trước cái gì cũng từ lúc đầu. Rồi hôm nay ăn có đi mua ốc rồi chắc ghé khu hải sản cao cấp chút xíu, lâu quá không review hải sản cao cấp, các loại như tôm hùm, cua hoàng đế rồi mọi người. Rồi hôm nay mình đi nha. Rồi giờ bắt đầu đi. Anh đang sau lưng ăn là cái nhà lồng đê nè, nhà lồng đê là nhà lồng ốc á. Rồi bây giờ mình vô nha. Rồi trước khi giờ xem clip hôm nay ăn, xin mọi người cho ăn một like công đi quay vòng vòng cũng cực lắm á. Cũng cố gắng, này là công việc của mình mà, nên xin mọi người thôi. Nếu mà thấy hữu ích thì đăng ký kênh, cập nhật cái giá cả mỗi ngày của anh nha. Không có làm gì nhiều khi không có hay, nhưng mà giữ là mấy cái giá cả, anh làm mấy giá cả cho mọi người xem thôi. Chủ yếu là các chị nội trợ, chị trợ cho dễ chút. Với lại hôm nay ngày 12 tháng 1, 19 tháng 1 nha mọi người. Cũng có bạn kêu anh nên nói ngày thì thôi cũng được, cũng chịu ý khách hàng luôn. Rồi mình bắt đầu giao clip thôi. Đi đến chợ ốc mọi người ơi, quang cảnh không thay đổi, nhưng mà gần Tết rồi, cái mặt hàng này thì người ta sẽ nhập nhiều hơn bình thường. Lúc này ăn đi là lúc 3:30 rồi nè. Đây cũng là một người quen thuộc của anh, vừa là lính vừa là thằng em. Dạ anh em đi mua ốc. Cái chân ốc thì nó gành hơn anh. Anh thì có hương hả? Có hương này thấy đủ thứ size, đủ thứ giá, không có nói gì nữa được. Hương đủ thứ giá cho mọi người. Cái size nhiều con thì anh nói chung không có nói được. Có mấy chục con rồi. À, 100 mấy cũng có luôn. 120 rồi 80.000 có luôn. Đủ thứ giá chứ, đủ thứ size. Cái này thì mọi người thì cứ nhìn size mà mua thôi. Đây, ốc sò 750. Lớn nhất cái gian hàng là 750. Ốc hương nha mọi người. Đi mua sò mai, sò dương nha mọi người. Đây. Ủa con này con ốc gì? Tỏi. Hả? Ốc tỏi. Ốc tỏi hả? Ừ, ăn thơm mùi tỏi. Ốc tỏi. Tỏi bao nhiêu? Còn kia không biết hả? 201. Có gì sò mai nhiêu? Mai này 90 hả? Hai còi này nhiêu anh? Hai còi lớn nè. Trời ơi, nay còn có 150 mọi người ơi. Ký này chừng 10 con à. Hôm qua mới mua, qua hôm kia vậy. Mới mua là 190 ngàn. Nay còn có 150 rồi. Nay là nó nhiều rồi. Có bữa lên 200 mấy luôn nữa. Vậy đó, nói chung là vô giá mọi người ơi. Cái mặt hàng nào nó nhiều thì nó rẻ, ít thì mắc. Nè, cái này là con dừa sò lụa,
ngao hay còi là cũng nó đó nha mọi người. À, sò lụa có sò lụa đỏ nữa là nó khác thôi. Nè, bên đây nhỏ. Con nhỏ này nhiêu anh? Nhỏ này. Ờ, lửa nhỏ có 80 thôi. À, lúc này là mấy quán ốc. Có 20 con rồi. Này quán ốc là rồi kinh doanh mấy cái này là lời lúc luôn rồi nha. Có 80 ngàn thôi, giờ bán dĩa 100 ngàn. Ký bán được 2 dĩa. Bán lại. À thì đơn giản vậy thôi, ký một dĩa 100. À, mua 1 ký bán được 2 dĩa là 200 ngàn, lời được 100 mấy. Lúc này là đang lúc đây một kỹ thuật mua sò nữa, nó nên vũ cho ra nước nha mọi người. Vì trong lúc nó hạ họng á là nó ngậm một họng nước ở trong rồi. Vũ ra thì nó sẽ mất ký nha. À, thì mình cứ vũ đại không có gì hết, không có làm gì hết, không ai la lối gì mình hết á. Thì mình thấy mình vũ nước ra trời là ở đây mà người ta bán lẻ hết trơn à, 1 ký 2 ký nó bán hết trơn nha mọi người. Khi mua 1 ký thấy ngại ngại thôi chứ nó bán hết à, cái gì hết. Nói chung mấy cái mặt hàng như sò dương rồi là các mặt hàng mắc tiền nên là 1 ký 2 ký nó bán hết. Như cái mặt hàng này như rẻ tiền như ốc lát đồ, ốc lát ốc gạo rồi thì nó rất là rẻ, nó có 30, 40, 30, mua 1 ký thì cũng hơi ngại. Nhiều khi mình đi mua chung cái này nè, người ta có luôn á thì mình mua nó không có gì, thì người ta lấy thôi. Này nói chung mua mấy mặt hàng này cho ta về đại đạo đó. Sò lông mọi người, sò lông lớn á, cái này chừng 10 mấy con ký, giá 70 ngàn. Mấy bữa là 100 ngàn, này 70 ngàn. Giá lỗ ngàn đầu này. Lỗ đỏ này nhiêu anh? Lỗ đỏ đó hả? Để tính 25 ngàn thôi. Tới 25 ngàn rồi. Tăng giá nữa quá. Nè, sò lỗ đỏ là ở trong nè mọi người. À, trong nó màu đỏ này nha. Lông trái lông đực thôi chứ lá này. À, lụa đỏ này nha, nó rẻ lắm nha, có 25 ngàn thôi. À, lụa trắng hồi nãy ở ngoài thì giá nó mắc hơn. Không biết ăn chất lượng làm sao nha. Này đủ thứ sai. Rồi nó ngậm lại hết rồi. Nó trong nó màu đỏ vậy lắm. Rồi ở đây nói chung để hồi ăn về dạch ra từng món cho mọi người xem. Sữa mọi người ơi. Nào gì hào thường hồi sữa vậy? Hồi thường hả? Có hồi sữa người ta mua hồi sữa ăn đây. Chung này dựa có ăn thì nói chung đại lính à, sẵn đó mình mua về nhà nó lính chứ trong nhà làm công mọi người. Nó cho vui cho lính chủ cho nó sang vậy chứ. À, nào 40 ngàn, 45 ngàn chứ, 42, 145. Không biết con hào nào nuôi, con hào nào tự nhiên luôn mọi người ơi. Con đó hả? Nuôi ra hả? Nào nuôi không? 45 ngàn. Nãy là hào thường, này là hào sữa nè mọi người. Hay nhiêu rồi đây? 38. 38 ngàn. Con này chắc ăn đây nhiều con á. Hào sữa thì nó nhỏ hơn con hào kia. Mập nó tròn. Mua mấy cái này không biết đường lựa. Sao anh ăn hồi này không? Ai biết, muốn hồi này hơn. Ai biết anh muốn ăn hồi này không? Rồi nó hồi sữa ngon hơn nè. Con này mập không? Thôi mình đập cho con thử. Đập thử con này. Test thử.
biết con này thì nó nặng lắm, con nào này nặng lắm, chỉ có mấy con thôi mọi người. Chỉ hai con thôi. Đây. Cái hàu sữa thì nó cái mình nó tròn hơn con hàu kia nha, hàu kia mình nó dẹp lắm. Đập mà lựa vậy thôi cũng thua rồi. Ta lựa con mập ta đập cho thấy con mập được. Vậy đi. Yêu cầu mình ta đập cho mình là cũng được rồi. Có 38 ngàn thôi mọi người. 38 ngàn ký rồi. Đây, hàu sữa đây. Nó còn có miếng sữa mọi người ơi. Tại trời lạnh nó mất sữa hết rồi. Lấy mẹ này đi anh ta. Rồi lấy này đi, thấy mập rồi. Lấy 5 kg. Ôi 5 kg nhiều lắm á. Vừa đập đã luôn á. Lấy 3 kg thôi. Để bên kia cho ta bỏ. Này gì? Quyết nhỏ này nhiêu anh? Ủa nhỏ mắt vậy à? Rồi 120 ngàn cho quyết nhỏ nha. Sẵn đi gặp đâu thì hỏi đó luôn. Đây bên đây rửa rồi nè mọi người. Đây rửa rồi thì đẹp như vậy đây. Còn bên đây là chưa rửa, hàng mới ra luôn. Rồi hào sữa, mua hào thì phải chịu cực lửa. Lửa mình về mình mới dễ tách ra đặng nướng. Cái này giữa có ăn ăn full ốc không à. Nãy giờ đi mua ốc không? Ốc gì nè, mấy cái này chắc nướng mỡ hành không quá. Có hồi con hào này chắc phải mua phô mai gì nướng cho nó ngon. Thẩm làm mỡ hành ăn không có ngon. Không ai chơi với mày mày ơi. Ốc mỡ này giá nhiêu chị? 200. Ồ đẹp quá ha. Vậy đó hả? Không biết coi. Thấy nó hả họng đẹp quá. Đây 200 ngàn. Rồi, ta nói chung cái dựa thì cũng nhiệt tình. Móc ốc lên cho anh xem quay nữa. Cũng có nhiều người muốn lên hình lắm đó, mọi người. Đây dựa đây. Dựa ta đây bán cũng nhiều lắm. Cò lông. Tùm lum hết trơn, đủ thứ món hết rồi. Cái này là gần cuối nhà lòng D. Thế nói chung thấy ta cũng nhiệt tình thì nó vô mấy dựa ốc đó thì nói chung không như bên tôm nữa ăn quay đâu. Chúng ta tiếp đãi mình ăn cần dữ lắm. 1 kg, 2 kg, nửa kg. Nãy ăn mua có cái nửa kg luôn á. Ủa con này con gì vậy chị? Tu hài. À, tu hài thường. Để họ qua tu hài cao cấp rồi cái nó khác hay gì không? Cái hương này nhiêu vậy? 400 hả? 400. Biển hả? Biển đó, biển đó. Ủa là biển khác hả? Cái màu nuôi anh nhìn cái màu nó khác không? Trời ốc hương có hai loại mọi người ơi, giờ mới biết. Nè biển nè. Cái này là hương thiên nhiên. Còn bên đây là hương nuôi nè. Hai cái màu mọi người á. Đây nè, đưa lên cao vậy nè. Thiên nhiên thì nó bông nó đậm hơn nha, còn nuôi thì nó cái màu nó lợt lắm. Đó, màu lợt hơn. Hương nuôi nó màu vàng vàng nha, còn hương tự nhiên thì nó màu sao không biết tả làm sao luôn, mọi người tự so đi. Anh thấy cái màu thiên nhiên này nó đậm hơn nha, giá thành thì nó mắc hơn nữa. Rồi tu hài nè, không có mua gì thôi, không có hỏi giá gì. Ủa chị, con tu hài này nó mắc không? Hả? Không có, nó giá nhiều không? Không có hả? Con này nè 200 mấy. Rồi đây kìa. Trời ơi, con này có mấy loại dữ vậy? Không biết đường ha. Rồi thôi anh đi mua cái khác mọi người ơi. Đứng ngay gian đồ gian hàng của người ta quay hoài. Rồi thôi đi quay cảnh chợ ốc luôn cho mọi người xem luôn. Nãy giờ quay mặt hàng rồi.
Đấy, ốc lát. Nhiều hả? Ốc lát nhiều? 90 ngàn hả? Ừ. Mua luôn hả? Đây ơi, mắc lắm á. Xong rồi. Cái này hay thì bên Hân bán cũng là giá 66 ngàn nha mọi người. Rồi giá cũng giá chỉnh rồi. Cái này là cá ăn hỉ gọi nè. Hỉ là nạo thôi. Đó, hỉ nạo. Rồi chả cá thì bên Hân bán cũng vậy nha mọi người. À, giá 185 ngàn cho giá sỉ, 190 ngàn cho giá lẻ nha. Thì giá này là Hân bán tại chợ. Người có xài thì nhớ alo Hân trước. Rồi, cảm ơn mọi người đã thời gian qua đã ủng hộ giữa qua nha. Ăn tới đây xin kết thúc mọi người ơi. Rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai nha. Ủa, tài sản quá.